Xin chào các bác, cô chú, anh chị, em yêu mến cây. Chiều nay quyết định là chuyển chậu cho cái ông ổi này bác ạ. Quá là mạo hiểm luôn, nhưng mà không làm thì không chịu được. Nghỉ mà không có cái gì làm là bứt rứt trên tay lắm. Ổi này thì báo cáo bác là cũng xuất hiện trong nhiều video phết đấy, nhưng mà thực ra em mới cho lên chậu được có khoảng mấy tháng thôi. Hôm trước lại mua được cái chậu nó đàng hoàng hơn thì này đang quay được tí gián đoạn không để đông gạo mà đông gạo mang lên gạo đi đấy thì trình bày các bác của chú anh chị là mặc dù là trời rất hanh khô và rét nhưng mà vẫn quyết định chuyển cái chậu cho cây này. Đấy, sơ qua một tí các bác. Đây, cái chậu cũ ở đây. Chậu cũ là chậu nhựa thôi. Rồi trồng cũng sơ sơ thôi. Nó còn đang lem nhem. À, cây này mình quý nhất cái cây này nhưng mà nó lại giờ cái là không có ở nhà mấy. Gà nó treo đây này các bác này. Gãy bố cái chỗ này, gãy này. Đấy, cành cũ, có một cành cành cũ nữa cũng đây, là cái tay nó ngon lành ấy nhưng mà gãy về ra là rất sốt ruột. Cây này nghĩa là hoàn thiện, không phải hoàn thiện mà cũng là ngon lành rồi ấy, nhưng mà rất tiếc là nuôi gà thì chịu thôi, vẫn có nhốt được gà đâu, gà với chó toàn phá hoại. Đấy, cái này cũng thế, cái này cũng bị gãy. Nó đứng lên, đứng dọc từ đây lên rồi. Thì bây giờ mới cho vào sân, đỡ gà đi, đỡ chó đi. Thì may nó mới lên được như này. Mùa rét mà cây này nó lên kinh thật, nên là cũng hơi ngại rồi khi mà chuyển mạo hiểm tí vậy. Hy vọng là không có vấn đề gì. Đây, đây, chậu của em. Chậu này nhá, chậu đường kính như bằng cái chậu kia, hoa văn cũng lè lẹt phết. Hoa văn lè lẹt phết, dày, rất dày, nó không hẳn là đồng nai đâu nhưng mà nó nhái nhái kiểu đồng nai các bác. Đấy, thì đấy, cầm một tay được này. Đấy, rồi thì lòng nó cũng nông thôi, lòng nó nông lắm. Để coi cái mặt, là mặt cái mặt này là mặt chính, đấy là mặt chính, đây nó có cái chân, ba cái chân này, đó là liệu đà, mặt này mặt chính vậy, chỗ nó hòa khỏe vậy. Đấy, thế còn hôm trước là mua một đôi chậu với lại đôi du, trồng một con du ở đây. Đấy, thì con này đã, cũng đã quay video rồi. À, đây mấy cái cành hôm qua cắt rồi, nó khô rồi. À, quay lại cái bát tí. Còn này, con này là hôm nay đến được hôm nay. Em chuẩn bị tí phân chuồng mục này, phân trâu, phân bò mục này. Mục lắm này, cực kỳ mục này, để trộn lại tí đất hoặc là không trộn được vì là phân này nó rất là mục. Đất kia thì nó ít, cái chậu nó nông lòng, chắc lấy tí rồi lót xuống dưới thôi. Đấy, thì cố gắng bẩy cái bầu này cho nó không bị đứt rễ thì không ảnh hưởng. Chuẩn bị cái xốp cắm hoa này sẵn ở ngoài vườn hôm trước cắm hoa, biết mua cái lãng hoa thì biết đi những cái xốp cắm vào đây, cắm vào đây cho nó thoát nước mà. Đấy. Đấy. Cái giống này nó rất là mềm, cắt to to thì không sao, dí là nó xuống. Rồi, giờ bắt đầu tiến hành bác. Tiến hành, đặt cái camera xuống này bác. Thank you.
Chơi à? Đã nhìn nào, không không ngờ nó lại ngon lành này, chứng tỏ chưa chưa ăn rồi, cái bầu cũ vẫn còn nguyên này, chưa ăn được dài. Đó. Chắc chắn là sẽ bị cao. Chọn mặt này là mặt chính các bạn nhỉ. Nên đây đâu có. Nên cái khảo thì nó mà nó nó cái chi tham cái sản phẩm.
Cũng nhiên giống ông nội được. Ông nội nhiều mép lắm. Nay thứ bảy chủ nhật thì nó nghỉ chứ mai nó lại cút đấy. Mai lại bố nó lại cút cái con mì nó thế bây giờ mai lại có hàng ba nhà. Không đưa cháu còn nha. Cháu còn nha. Bố nó đi rồi. Đừng có ra nổi rồi. Con nhỏ thì hiểu. Nó sướng hình tụi nó ở đấy nghe nói mà. Nó có nhà đi ngoài không? Có. Để có nhà riêng đi thì sống này là ngoài ăn luôn. Đừng ở chung cư thế. Ngầu. Nghe là thế thì chết tỏi. Được. Nhất công tác. Như vậy. Đúng rồi ạ. Đúng rồi nha. Không treo được. Và thế nhưng mà không biết không ra được. Tính là có cái gì mà quây cái bầu lại để cho đất nó cao không có thể gầy quá để giữ ẩm cái bầu. Một cái mừng là nhấc cái nó lên nhưng mà cũng là một cái lo đấy các bạn, nó chưa khô phát triển dễ dàng. Đấy, bầu cũ của nó mình không dám đập cái đất đi. Cái mùa này không dám đập đất nó đi để thay cái đất. Mà không thay thì không có đất mới để đổ vào, không có diện tích cho đất mới đổ vào. Được cố gắng nhét đất ẩm với cái thịt cái phân xuống cái khe nhỏ nhỏ. Rồi, trật tự.
Hương bỏ lấy nó từng bố đi. Cho ba con đi lấy mấy rong anh nhanh lên đây em nói trước mà đi đây gỡ rời cho bác cũng đi luôn rồi đi ra gỡ rời cho bác đi luôn rồi. Ngã đặt rút ra ngã cá đó rồi. Đấy lấy tơ mảng này đi, tốt này rồi. Đi đâu đấy? Thank you.
phân. Rồi. Tí nữa kiếm cái để quay sau, quay cái bầu lại sau. Rất đỡ rơi. Các bạn. Tưới vào tí cho là nó là gì các bạn nhá.